Khi mọi người cùng sum vầy bên gia đình trong ngày nghỉ cuối tuần, thì những người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở huyện Kim Sơn vẫn miệt mài làm nhiệm vụ. Mỗi ca 6 tiếng làm việc liên tục, không quản nắng, mưa, ngày hay đêm, họ luôn nỗ lực vượt qua vất vả, hiểm nguy, góp sức để sớm khống chế dịch bệnh. Làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết lúc thì nắng nóng, khi lại mưa to, nhưng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát xã Ân Hòa ai cũng nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phân luồng giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại. Đầu huyện này thì cái phương tiện tham gia giao thông rất là nhiều, thì chúng tôi làm rất là nghiêm túc trong cái vấn đề là kiểm soát tất cả các phương tiện và kiểm soát người đi ra vào huyện, và người không có những cái giấy tờ hoặc tùy thân giấy xét nghiệm âm tính thì chúng tôi đều yêu cầu quay đầu hết. Kim Sơn đang rất là phức tạp trong cái vấn đề là dịch nên chúng tôi xác định được nhiệm vụ nên làm 24/24 là chúng tôi sẽ thực hiện một cách hết mình để đảm bảo làm sao mà an toàn nhất. Kim Sơn đã thành lập 23 chốt kiểm soát lưu thông trên các tuyến đường từ khi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo các chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 21 chốt tại khu vực thực hiện chỉ thị 16, lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, lơ là, không cho người và phương tiện qua lại vùng phong tỏa. Với cái tinh thần chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, thì công an huyện xác định là tuyến đầu, là xung kích, là nòng cốt, phối hợp cùng với quân sự, y tế, các ngành các cấp để làm sao mà thực hiện hiệu quả đối với các cái chốt kiểm soát người ra vào phải tuyệt đối chấp hành nghiêm. Đây là cái biện pháp rất quan trọng và chúng ta phải thực hiện quyết liệt, thực hiện nghiêm túc để làm sao mà khoanh vùng dập dịch một cách nhanh chóng. Những khó khăn, sự hy sinh vất vả của những người tuyến đầu trong phòng chống dịch ở Kim Sơn thật đáng trân trọng. Mỗi người chúng ta hãy chấp hành nghiêm ngặt và nghiêm ngặt hơn nữa trong giãn cách xã hội thì mới góp phần vơi bớt những vất vả, nguy hiểm cho họ và sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.